Chào các bạn. Hiện tại bây giờ mưa ở ngoài trời rất là lớn các bạn ơi. Và cái ứng dụng gọi xe công việc đó là một cái nền tảng gọi xe mới có mặt tại Việt Nam chúng đây được khoảng tầm hơn năm á. Hiện tại theo như mình được biết là công việc đây đổi thành cái nền tảng là Gojek. Và ngày hôm nay là công việc bắt đầu chạy trên nền tảng của Gojek này là sẽ triển khai cái chương trình khuyến mãi là 1.000 một chiếc xe cho khách á. Nghe đâu đó là cái chương trình khuyến mãi này chỉ có áp dụng có một ngày duy nhất, là cho nên hôm nay mình tranh thủ làm vậy ra mặt trời mưa, nhưng mà mình thử để mình đặt một chiếc xe coi có thiệt không, coi nó ra sao nha. Bây giờ mình sẽ thao tác đó, mình đặt xe. Mà trời mưa hơi lớn, anh tài xế này ảnh nhiệt tình, ảnh ra chạy qua đón mình xa lắm, cách 2 cây số ảnh chạy qua ảnh đón đợi. Nay là chắc phải 10 phút rồi đó, cũng qua tới nơi. Anh bây giờ tạt mưa đỡ rồi. Anh đâu rồi ta? Anh tới đâu rồi ta? Ủa anh đâu rồi? Em ở trong định vị trong cái lối cái hẻm đường số 1 á. Có cái nhà đang tay không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ủa anh chạy tuốt xuống dưới hả? Em đang ngay trong cái nhà đang tay nè. Ờ anh đi ra đi. Em ngoài đường lên. Em mở cái áo mưa màu xanh nha. Rồi. Ok. Đây là đâu rồi? Trời ơi, đây rồi. Đón vất vả không anh? À. Em là tài xế. Ủa cây đó cây gì vậy? Cái Google, cái cây quay phim không? Tại vì em làm nghề tài xế nhưng mà giờ em bỏ nghề chuyển qua làm YouTube chơi mà. Ủa anh ở bên phường đó luôn hay là anh ở nơi khác tới à? À chỗ khác tới à? Mưa gió mà chạy cũng vất vả mà chịu khó ha. Thì đưa em chạy có thì nó mưa là về mất tiêu rồi. Ừ, cái chạy thẳng lên nó đi lên đủ rồi. Mình nghĩ thử lúc đầu là 13 cây số là mình trên. Nước bắt nhiều hơn. Nó bắt anh đi vòng á, đường dị nó đâu có chỉ qua đường đò đâu. Anh ngồi chạy ra đây mà. Ủa sao như em nghĩ chạy nay cũng 3-4 tháng rồi đó mà cho người bạn có đường áp áp vẫn còn sống nha, chưa chết nha. Nhưng mà tại sao không có thấy tin nhắn nên đổi đồ luôn á, áp vẫn mở nè, lại vẫn có cú của em thử mở ra vẫn dính cú mà không thấy chạy quá, chạy mấy năm trời á, hồi mới ra là em đăng ký rồi đó, hồi trước 5.000 anh thấy không, hồi đấy anh chưa chạy đúng không, trước 5.000 là tụi em lợi thẩm đó. Hôm nay thấy cuốc nhà cũng là nó cho anh em ăn nhiều hay dễ cho đường dài hết không? À, một ngày là anh được ăn ra nữa em một ngày. Rồi, rồi cái đó em hiểu, em chạy em hiểu, ý nói là nó cho mình nó áp dụng cái chương trình khuyến mãi này được có một ngày hết đây. Hồi trước thì em mấy tháng thì chạy 50 ngày. Tắt áp không được. Ra trung tâm là tắt áp không được luôn á. Hưởng 300 mấy là đó mà điểm hồi đó dễ lắm, em chạy đi làm về em làm công ty về cái bằng đêm thì là em chạy là đủ điểm lấy chuẩn luôn á, là trong mười mấy điểm à, mười mấy điểm dễ lắm, giờ căng giờ cao điểm chạy là có thưởng rồi.
đâu là đâu. Đúng rồi. Nói chạy lên cái chấm định vị và đậu bên này thì em bộ qua được. Tại vì em làm YouTube chuyên về bên theo công nghệ. Sẵn hôm nay có cái chương trình đó đi rồi chạy trả lại cho
Đó. Số bao nhiêu con? À nó lên trên đây hướng trên đây, đây trên trên kia, trên kia, trên kia. Rồi đây rồi. Ở đây là để mình trả tiền cho bạn đây. Cho mấy đứa bạn ăn rồi. Rồi chúc bạn có những chuyến xe vui vẻ nha. Thôi được rồi, cứ cầm đi. Trời mưa gió không gì hết á. Bình thường thì mình con chở ở tầm 20 thôi. Trời mưa gió rất giả quá. Cảm ơn nha. Chào tất cả các bạn. À mình tới đây rồi. Chào chào tất cả quý vị và các bạn nha. Đang sẽ trải nghiệm một chiếc xe một tầng của GoJet dịch vụ nền tảng GoJet mới ra mắt Việt Nam ha. Và video của mình sẽ kết tại đây. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ, và tràn đầy niềm vui ha. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay có ý nghĩa thì xin hãy like và chia sẻ video của mình. Bye bye.